Như vậy tức là nó sẽ không bị cản trở, không bị hạn chế khi nó đi qua những cái khoảng lõm này với tất cả những cơ quan bộ phận quan trọng phía trước nó. Tout à l'heure, on avait parlé de la circulation sanguine qui passe depuis le sacrum. Maintenant, même tous les informations nerveuses, les terminaisons nerveuses envoyées par le cerveau traversent le sens inverse et forcément passent par ces amplitudes et bien sûr par le même processus. Nos organes vitaux et les organes sécrétoires ne sont pas entravés. Enfin, là, c'est l'information nerveuse. Còn khi mà chúng ta nằm cái nệm, mà cái nệm càng mềm bao nhiêu thì cái sự tiếp xúc, cái sự ma sát với toàn bộ các cái đốt sống này nó sẽ bị chèn ép và nó sẽ bị chậm lại, nó sẽ bị bế tắc. Par contre, si nous sommes couchés sur un matelas qui est mou, il n'y a aucune diminution de charge sur les points qu'on avait cités tout à l'heure. Donc toutes les pressions ont été, toutes les courbures sont entravées parce que les courbures ne sont plus respectées. Il n'y a plus d'amplitude ni en haut ni en bas. La colonne devient souple, transversale et donc il y a le courant est bien entravé. Il n'y a plus de courbure. Nếu chúng ta nhìn trên không gian ba chiều thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta nằm trên một cái ván thẳng, cái xác suất mà cái cột sống của chúng ta nó bị vặn, nó bị nghiêng, nó bị xoắn sẽ ít hơn nhiều so với khi chúng ta nằm trên một cái nệm mềm. Si l'on regarde en 3D, par exemple, on sait bien que si on est couché sur un matelas qui est mou, le risque de torsion de la colonne vertébrale est beaucoup plus élevé que si la colonne vertébrale est posée sur un lit qui est dur, sur un plan dur. Và chúng ta thấy ngày nay cái tình trạng của chúng ta không những bị lệch đĩa đệm, bị chèn ép đốt sống thần kinh, bị bế tắc, bị rối loạn, là một trong những nguyên nhân là vì chúng ta nằm những cái nệm không có đúng. Une majeure partie des maladies des hernies discales ou des compressions radiculaires, compressions nerveuses au niveau de la colonne vertébrale sont dues à des couchages qui ne sont pas adaptés. Mình thấy ngày xưa mình làm việc tay chân, làm việc rất là nặng, nhưng mà mình lại không bị đau lưng, không bị đau thoái hóa đốt sống, không bị thoát vị đĩa đệm, không bị chèn thần kinh. Ngày nay mình chỉ ngồi làm việc rất nhẹ, nhưng mà mình lại bị bệnh rất nhiều về những cái bệnh tật đó. Si l'on compare les niveaux de vie ainsi que tous les travaux qui ont été effectués par nos ancêtres et nous-mêmes de ces siècles, nos ancêtres ont travaillé très dur, des labeurs dans les champs, etc. Nous, on travaille beaucoup moins dur, beaucoup moins de travaux manuels, et pourtant, les maladies de la colonne vertébrale sont beaucoup plus nombreuses parce que justement, nos ancêtres se couchent sur des divans en bois, sur des plans durs, tandis que nous, avec tous nos matelas de toutes les formes, et ben nous développons plus de maladies que nos ancêtres. Toutes les détériorations de la colonne vertébrale, les hernies discales, les scolioses, les lordoses, et tout vont se développer dû à ces différents points de charge dû à notre matelas qui ne sont pas assez durs. Đại chúng nhớ là trong cái thời gian chúng ta niệm giải lao mười mấy phút, nếu ai chưa đi được lần thứ ba thì nhớ uống thêm thuốc sổ và nước ấm. Khi chúng ta nghe tiếng chuông thì mình trở lại để mình thanh lọc tâm và điều chỉnh trở lại cái bộ chỉ huy của mình cho nó cân đối. Rồi chúng ta nghỉ giải lao 15 phút thôi nghe tiếng chuông mình trở lại. Cảm ơn mọi chúng. Pause de 15 petites minutes pour aller nous abreuver, prendre de quoi boire. Et nous allons nous réunir de nouveau ici dans la salle.
respectable auditoire. Sur la façon de